Bây giờ cũng muốn bảo anh nhưng mà cũng muốn để anh làm cho thằng em của em nó xong đi cơ. Lại thế. Ông muốn thế thì không muốn mãi được. Thế là em thuê mà. Thế. Anh có bảo gì đâu. Vậy sao em thuê đội công làm hết mà. Ô, là không bảo anh đồng nghỉ trưa mà. Ngủ làm kia chắc ai thôi. Tiền anh đéo có hộ đi, riêng chợ xây thì anh hộ đơn giản. Đúng nghề của mình. Đúng cái hôm em làm móng ấy thì hôm đấy anh lại bận cái gì ấy. Hôm làm móng á? Hôm đấy em bảo đây nhưng mà anh bảo anh bận gì đấy? Bận no à, chuồng gà anh kìa, móng chuồng gà đấy gì? Hôm đấy bận dỗ đúng rồi, hôm đấy bận mà. Thì em bảo anh em mỗi hôm đấy thôi mà, con lại thuê hết. Ừ đúng, hôm đấy anh, hôm đấy anh em dỗ. Đúng kiểu đấy, đúng kiểu. Không phải đúng kiểu, cứ đặt xuống đất. Ngược, ngược ngược ông ơi. Phải bảo là mày mù à. Phải bảo là mày mù à. Thì nó mới cay. Ngược thì nó. Ngược anh. Anh Phạm Đoàn đang ngồi ngoài trong giám đây. Nước ngoài. À lại chơi nước ngoài kìa. Gì nhỉ? Em bảo bọn công làm hộ mất 6 buổi. Dương hết. Thuyệt. Cái đấy sắt nó nhiều. Em hết vào gần ship 40 triệu tiền sắt. Nhưng mà bác bị thế lần sau em muốn thả trong chuột vẫn thả được. Vẫn thả được. Khoan dựa là vẫn thả được mà. Quăng. Nó quăng được 9 lít đâu bạn ơi.